có phải là ý của con là con đòi cái đó của chị hai không? Ý của con không phải lấy cái đó của chị hai không? Con muốn lấy cái đó của chị hai phải không? Con trả lời cho mẹ đi, mẹ xử cho. Con muốn lấy cái phao tai đó của chị hai đúng không? Đúng. Thì con phải nói ừ con thích cái đó thì mẹ sẽ mua cho con. Con hiểu ý mẹ nói không? Chứ không. Con không có được như vậy. Con không có được dành. Không được dành, không được mặt lớn mặt nhỏ, như vậy là xấu tính nghe chưa? Nha, từ giờ trở đi cái đó rất là xấu. Xấu là ăn đòn liền. Mẹ, mẹ mua cho con. Thì nói là ba mẹ mua chứ mắc gì mà mặt lớn mặt nhỏ với người ta. Xấu tính vậy. Mẹ thương, từ từ. Cái đó là không có được, nó không có tốt. Cho nên là con muốn cái gì á con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mua cho con nha. Hồi nãy mẹ định mua cho con rồi, mẹ nghĩ là con chưa có biết bơi. Cái này của nhờ con Nhung chứ đâu phải của Nhi đâu. Cho nên là chút nữa mẹ sẽ đi mua liền cho con. Nha, mẹ sẽ đi mua liền cho con kèn của mẹ. Cho nên là không có được như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô thay đồ rồi mình ăn cơm nha. Đi vô đi. Thấy không, xấu tính là tác hại chưa? Trời ơi, cái tướng của nó. Thôi mẹ thương, còn ba không được nói con là xấu tính nữa. Tại vì con nó không có cho nên nó sẽ buồn. Không có thì phải nói, ờ ba ơi con thích con cái này. Con nhỏ, từ từ. Vui gì hết, ba đặt ầm 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 lên rồi.